Vâng, xin chào quý vị. Hôm nay bonsai Đinh Vượng xuống thăm vườn của em Linh. Hôm nay thì em cũng báo giá với khán giả hàng loạt để anh em tham khảo giá cả thị trường, cái cảnh hiện tại ra sao và thế nào. Đây thì em Linh có thể tham khảo đây nha các bạn nhé. Em chào các bác nhé. Đây cây xanh Nam Điền. À đây, đây mặt tiền rồi đây. Quay cái ngọn đi. Rồi dừng ở đây. Đấy, cái vị trí cái ngọn đẹp quá, cái vị trí này. Đấy, các bạn nhìn thấy nó đẹp không? Đường thần nó gu gu chạy lắc. Rồi em xoay tiếp thế này. Rồi cái cốt chậu lầu năm nhỉ? Cái này xanh Nam Điên à? Vâng. À. Răng lão. Cái răng lão đấy, nhưng có cái ngọn cái quay mặt bên kia đẹp lắm. Ừ. Em xoay nữa một vòng nữa đi. Rồi, ok. Xanh Nam Điên. Cứ xoay nữa đi. Xoay nữa đi. Răng đẹp. Thêm tí nữa. Vẫn thêm tí nữa. Rồi, đấy. Cho các bạn nhìn. Em giao lưu giá là 35 triệu nhé. 35 triệu. Rồi, các bạn nhìn nhé. Thành phẩm rồi. Rất là... Một cây xanh răng trực. Cái này... Nó là cây xanh quê à? Vâng, Nam Điền Hạt. Điền Hạt đấy, để cho mọi người xem cái độ già của cây. Nam Điền Hạt thì răm nó rất là lực và nó mau, mau răm. Cái nó giữ răm dày răm đúng không? Cây này thành phẩm đến 80-90% rồi. Em xoay nhé. Em xoay một vòng này. Đấy, điều chỉnh bông rất là mất nhiều thời gian những cây này. Xoay về mặt tiền bên kia là xoay một vòng nữa xem nào. Được cái nó độ già này. Rồi, đứng nguyên thế. Đó. Cái này em giao lưu giá là 15 triệu. 15 triệu. Vâng. Cái này thì quê. Cái quê. Cái này thì nó nhiều lu hơn và nó đầy đặn hai mặt hơn. Em xoay một vòng cho anh em xem nào. Cứ tiếp tục xoay một vòng cho mọi người nhìn thấy. Cái này thì nó nhiều lu hơn các bạn. Ừ, mà kích thước phát. Nó to hơn cái kia. Thì cái này là 25 triệu rưỡi này. 25 triệu rưỡi. Vâng. Thần pháp nó đẹp hơn, lu hơn. Nó lu nhiều hơn, kỳ công hơn. Toàn độ chùn. Vâng. Đấy các bạn nhìn độ lu, độ chùn. Cái này xanh Nam Điền ạ. Một cái xanh Nam Điền. Đây cũng thành phẩm rồi, cái này dáng trực xoắn này. Một cái trực xoắn, ngày xưa hay làm trực xoắn nhỉ. Chậu 60, xanh Nam Điền. Em xoay vòng thế này, có xoay không? Được ạ. Cứ xoay đi. Đấy, có cái cổ ngọn này, đẹp đẹp. Rồi, đứng vị trí được rồi. Cái này giao lưu bao nhiêu? Cái này em giao lưu giá tại vườn là 16.800. 16.800. Vâng. Ok. Xoay lại cái mặt kia nữa không? Nói là hôm nay con này lọc giá nhìn nó gấu thế nhỉ? Con này thần đẹp. Thần pháp khiếp ạ. Đấy, cho các bạn nhìn cái độ lu gai, lu u sụn. Nam Điền Hạt. Xanh Nam Điền Hạt. Em xoay một vòng thế này. Xoay một vòng thế này. Em đang đứng đây em chưa định hình được mặt chính. Rồi từ từ đứng vị trí này. Rồi tiếp tục xoay đi. Cái này chơi được khéo, chơi cả hai mặt. Mặt nào cũng đẹp đấy. Nói chung là nó được cả hai mặt. Quay tiếp đi. Rồi đứng thế. Em đứng xe sang bên này tí. Rồi. Nói chung hai mặt đều đẹp, mặt bên kia thì nó gỗ, mặt bên này thì thân pháp nó có cái độ biến hóa. Vâng. Em giao lưu cái này bao nhiêu? Cái này là 55 triệu. 55 triệu cái này. Nam Điền Hạt. Nhà cái này là chất liệu Nam Điền. Xanh Nam Điền. Cái này Nam Điền xịn. Cốt chậu lâu năm. Cốt chậu lâu năm. Mấy chục năm tuổi chậu cái này. Ừ. Em xoay vòng thế này. Cứ xoay đi. Đấy, để nguyên thế. Rồi, để thế. Rồi. Bên này là có độ gù, độ vòng như con linh thú gì ấy nhỉ? Được. Lạ phết đấy. Cái thân pháp của nó chính của nó đẹp này. Đấy, em xoay đi.
Con này báo giá bao nhiêu em? Cây này là 52 triệu. 52 triệu. Ở cái mặt bên kia nhìn nó vuông, nó gù đẹp lắm. Cái này nó là Lam Điền xịn nhá. Ừ. Mà là cái cốt mấy chục năm rồi nên nhìn nó nhỏ nhưng mà nó có vỏ. Nhỏ mà có vỏ, giá trị chú ý đúng không? Vâng. Cái này một cây mai chiếu thủy nhá. Lu gò công à? Lu gò công. Ừ, lá thắt lớn. Nhiều lu tợn. Cái này cây lá lớn à? Vâng. Hai mặt nó như nhau, hai mặt đều lu bệ 24 giờ. Cái này là em giao lưu giá là 19 triệu 500. 19 triệu 500. Trước mua cái này là em mua 28 triệu rồi. À. Đấy, đi buôn nhiều lúc nó thế đấy. Trước mua 28. Có cây lại, có cây phải cắt lỗ. Để đổi cây mới thì giao lưu các bác. Cái này là cây xanh gì đây? Chất liệu. Điền hạt ạ. Điền hạt. Cái này em giao lưu giá là 16 triệu 800. 16 triệu 800. Em quay mặt kia xem nào. Cái này chất liệu xanh gì đấy em? Xanh Nam Điền ạ. Xanh Nam Điền. Cây này trông như này nhưng mà hành trình làm nó nhiều năm lắm các bạn. Cắt giật từng cm một nhé. Cây cắt giật. Thành ra nó mất nhiều thời gian hơn. Cây này em giao lưu giá là 32 triệu. 32 triệu. Vâng. Ok em. Cái này lù gai ghê nhỉ. Vâng. Cứ để nguyên thế em ạ. Đấy, chào các bạn nhìn độ già. Lù gai khiếp không? Toàn thân. Sắp thành phẩm rồi. Hành trình mấy năm trời vẽ bông rồi nhỉ. Rồi để nguyên thế. Như con cọc vàng. Vâng. Nhìn như con cóc ấy. Lu hai mặt. Ừ. Cái này giao lưu bao nhiêu? Em giao lưu cái này là 22 triệu 500. 22 triệu 500. Sắp thành phẩm. Xanh quê nhỉ? Xanh quê ạ. Cái này chất liệu xanh gì đây? Xanh Nam Điền. Nam Điền đúng không? Vâng. Một cái nuôn nực. Cái này em xoay một vòng được không? Không được. À không xoay được cả. Ừ, chậu này chậu 70. Chậu liền, cũng to ghê nhỉ. Không phải to. Nó to lắm, cái chỗ này đường kính của nó phải 50 cơ. Ừ. Đây các bác nào mà tạo tác những cây này nó quý này. Gai màu đồng hết này. Ừ. Dạ, em cho lưu giá tại vườn là 45 triệu. 45 triệu. Vâng. Đây là cây xanh chất liệu, xanh gì đó? Nam Điền. Xanh Nam Điền. Em đứng xe sang bên này một tí. Đấy. Rồi đứng như thế. Xoay trả về một tí. Xoay trả về bên kia. Nữa đi, nữa đi, nữa đi, nữa đi, nữa đi, nữa đi. Rồi đứng lại. Thế. Nhìn thấu lên cổ ngọn. Rồi em xoay đi. Rồi ok. Cái này 15 triệu. 15 triệu. Xanh Nam Điền. Thành quê ạ. Một bụi xanh quê dáng rừng rất tự nhiên. Em xoay xem nào. Cứ xoay một vòng nhanh, cứ xoay nhanh một vòng cho nó về mặt tiền cả. Đấy, dừng lại, đến dưới mặt tí thì dừng lại. Thế. Cho bạn nhìn thấy được độ già. Ở đây mà có cái phông lên thì đẹp lắm đấy. Nó là cái cây phong chanh nhỉ. Phong tàn quốc tế. Ừ. Phong tàn quốc tế thực ra cái nét nghệ thuật của nó rất là cao. Mà giá trị này thấp hơn cây đương đại của mình. Ừ, nó sẽ chơi theo ở cái khu vực đúng không? Vâng, cây này tính ra nó 40-50 năm tuổi rồi nhưng mà vẫn thua những cây cắt giật về giá. Giá rơi bao nhiêu giao lưu anh em? Em giao lưu cái này giá là 45 triệu. 45 triệu. Rồi xoay về mặt chính của nó thế nào. Thế, giữ nguyên đấy. 90 là 1 mét thế này. Cái này mà có cái phông lên thì đẹp lắm. Đây phông lên này. Ừ, đấy. Ok em. Xanh Nam Điền. Một cây xanh Nam Điền đây. Đằng trực. Các bác quan chức thì sưu tầm cái này về để các bác thích chính trực đây. Thì sưu tầm cái này. Em quay cái mặt kia xem nào.
một cây 8 tầng. Ờ, xoay tiếp đi, xoay xoay về vị trí cũ. Một cây 8 tầng phá xong rồi thành một cây 5 điền thành phẩm như này. Có vườn em có một cây thân trực này thôi. Rồi, ok. Cái này giao lưu nhà em bao nhiêu? Em giao lưu cái này giá là 52 triệu. 52 triệu. Vâng. Cái này là cái cây bằng lăng à? Bằng hay tương vi nhỉ? Bằng lăng. Cây này là một cây bằng lăng cốt chậu nhiều năm rồi. Em vừa mới thu lại một tí lúc nãy. Ừ. Thực ra bây giờ theo tiêu chí là bonsai. Em vừa thu luôn lại đúng không? Thu vào khoảng độ tầm nửa tháng nữa lại tùm cho rồi. Ừ. Nó nở hoa thích lắm, em thu gọn này để cho các bác nào mà có không gian chật ấy, chơi cái bông tròn tròn như cái ô ấy nhỉ, cái lắm ấy. Chơi cái bông nhỏ nhỏ là thích. Cái này giao lưu nhiêu bao nhiêu? Anh em giao lưu giá là 3 triệu rưỡi ạ. 3 triệu rưỡi. Trước mua 4 triệu rưỡi rồi. Ừ. Chơi mấy đợt hoa rồi giao lưu lại 3 triệu rưỡi. Ừ. Cái này là cây... Cóc. Cây cóc nhỉ. Cái này nó già. Cái cóc này là cây cóc ta. Không đóng ghép gì cả. Cái cóc ta nguyên bản. Cắt giật là bonsai. Các bác về chơi thì ăn quả cóc ta thôi. Không ạ, không ăn quả cóc thái. À. Được cái độ già của nó khiếp nhỉ. Vâng. Cây này 4 triệu rưỡi. 4 triệu rưỡi à? Vâng. Thần quái dị phết đấy chứ. Cây này 4 triệu rưỡi là thấp hơn giá thợ đấy. Em đứng xe sang bên này tí. Rồi, đúng rồi. Thợ đi mua cây này phải mua mất 5 triệu rưỡi, 6 triệu rưỡi. Ừ. Đẹp đấy. Vâng. Sang cây em có cần em bật cái đèn pin chiếu vào đây không? Cái xanh quê, từ từ để soi cái cành là là. Quay hơi tối nhỉ. Cái xanh quê này giá bao nhiêu em giao lưu nha em? Cái xanh quê này em giao lưu giá tại vườn là 4 triệu 8. 4 triệu 8. Đó, nó có một cái cành là là. Đẹp đẹp. Nó là cây cũng là cây năm điền hạt đấy chứ. Ừ. Thành phẩm rồi. 4 triệu 8. Cái này là cây hoa sữa nhỉ? Hoa sữa đúng không ạ? Ừ. Được cái chân bệ cũng đẹp đấy này. Đấy, có cái cục lu. Em quay xem nào, quay một vòng này. Cái hoa sữa này em giao lưu giá là 10 triệu rưỡi. 10 triệu rưỡi? Vâng. Ok em. Thành phẩm. Cái này nó là cây cóc à? Cây cóc đã được ghép cóc thái rồi. À. Rất là nhiều quả. Cóc thái là sai quả đúng không? Vâng. Thì ăn cây này ăn cây quả cóc thái thôi. Nó... Em cứ giữ nguyên đừng cho tay vào. Để thế. Đấy. Cho mọi người nhìn cái độ dị của cây này. Đó. Thần pháp đẹp chưa các bạn? Đấy. Em có hai cái cóc thì giá nó bằng tiền nhau. Cái này giá bao nhiêu? 4 triệu rưỡi một cây. 4 triệu rưỡi. Cây này thì ăn đẹp quả đấy. Cóc thái, còn cây kia thì ăn quả cóc ta. À. Tí anh lấy đèn điện thoại. Cái này cái lộc vườn đúng không? Vâng. Đổi sáng thôi. Được. Anh em lấy điện thoại em chiếu. Không cần, không cần. Không 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 cần đâu. Em xoay vòng thế này. Cây này là một cây lộc vườn cổ nhá các bác. Quý lắm, vườn còn đúng một cây thôi. Bạn nào thích chơi bonsai thì sưu tầm ngay, còn đúng một cây lộc vườn rồi. Ừ. Giá cái này bao nhiêu giao lưu anh em? Cây này em giao lưu giá là 12 triệu. 12 triệu, ok. Còn đúng cây. Đây này còn có phông trắng đấy. Còn xanh này còn xanh gì đây? Xanh năm điền. Xanh năm điền. Đấy, cây này làm kỹ lắm đấy các bác nhé. Cắt giật từng tí một. Cái này giao lưu anh em bao nhiêu? Cây này giá 52 triệu. 52 em triệu. Quay nhanh em quay một vòng nữa này. Cho anh em nhìn cái mặt trước mặt sau. Rồi. Đấy nhìn ban đêm cây đẹp hơn bao nhiêu này. 52 triệu. Rồi, ok em. Đấy, anh quay lướt qua hai cây. Cái này là cái gì đây em nhỉ? Trà Phúc Kiến ạ. Trà Phúc Kiến à. Cái này giao lưu anh em thế nào? 2 triệu ạ. 2 triệu thôi à? Vâng, giá tại vườn. Chưa bao gồm phí vận chuyển. Bác nào gần thì qua lấy giúp em ạ. Ừ. Vâng, cây xanh quê. Đó là một cây xanh quê. Cây... cây hàng mang đi chơi rồi.
em có hai cây thì khoe các bác cho nó vui. Lá đẹp đấy nhỉ? Vâng. Cái này cây xanh Nam Điền à? Xanh Nam Điền. Cây em sưu tầm em chơi nên em cứ đăng lên cho nó vui. Hàng này là hàng ủ mưu đấy. Hàng ủ mưu. Của để dành, ngày mai là 1-2 năm sau thì bông tán nó sẽ mịn màng hơn. Còn bây giờ là em vừa thu cút. Đấy, cả mặt trước mặt sau đây. Cái mặt này thì được coi là mặt sau. Tôi và Sa Linh Vượng xin được kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.